Cái hack này tên là IX Tiểu Vũ IX đặt tên. Rồi, mình sẽ bú phê lên này. Trước khi xào thì mình sẽ review cho anh em xem con hack này nó sẽ có những cái gì nha các bạn. Đấy. Hack bi huyền, máu đang là 650k. Thuộc tính ở đây là 6k6 đấy. Các thuộc tính phụ: băng không, hỏa không, huyền độc 175. Ý chi là ác này là một thuộc tính huyền nhá. Đồ thì chắc là một thuộc tính rồi. Đúng như vậy. Dự đoán của mình không sai. Cùng series như nhau. Và cái đồ như thế này là đồ chuẩn nhất của một thuộc tính rồi. Tuy nhiên ấy, nhiều bạn sẽ muốn nó là 171. Đấy, cứ phải yêu cầu 171 cơ. Còn nhiều người thì người ta không cần lắm, người ta bảo 165, 66, 69 cũng được. Thì cái này là do cái cách nhìn nhận của mỗi người và cái phân khúc của bạn là nằm ở mức nào, trung gia, tiểu gia hay đại gia thì nó sẽ quyết định cái 171 hay là không. Thằng này làm được cái báo vương lệnh sao này, ở đâu bỏ châu kháng rồi đấy, thì nhìn cái thế giới trong cái thấy không, báo vương lệnh đã có đây cho các bạn 3 sao đó. Cái skill nó đang là đặt bẫy tại vị trí sẽ 5 giây nổ. Rồi cái này nó làm cấp 30 và còn khá xa nữa các bạn, lâu lâu nữa thì mới lên được cấp 80. Theo như mình ý, thì khuyên các bạn như thế này, nếu như mà bạn nào mà chưa có đủ nguyên liệu mà để bạn nâng một phát từ cấp 1 lên cấp 80 và đủ cả suốt long thạch ấy, thì bạn nên dùng một cái long văn cấp 0 thôi, vì nó không thay đổi nhiều đâu. Việc bạn làm như thế này sẽ rất nhiều thời gian để tháo ra, lúc nào bạn nâng phải tháo ra, lúc nào bạn nâng tiếp tháo được. Thì theo như mình nhận định như thế. Còn cách làm long văn ấy, thì mình đã có video rồi, bạn cứ gõ là cách làm long văn NTM là sẽ thấy video nhé. Ok, cái này là 229191. À, chào anh Ngô Quang nhé. Rồi ở đây đó là huyền độc, thì lý do vì sao nó có bằng 115 điểm độc ấy, nó là ở đây là miếng nước lại anh em. Hôm nay mình đang bị nhiệt miệng. Boss gì mà có 10k đấy các bạn. Rồi tiếp tục này. Cái này là ngoại thủ né tránh. Ok. Dòng thì cũng khá đẹp đấy. Cái này là huyền công giảm tốc này. Đây là chuẩn nhất rồi. Nhiều người sẽ cho rằng là thêm một dòng giảm kháng nữa, người thì cũng đồng ý, nhưng mà theo như cá nhân mình thấy thế này ổn. Ở đây là một cái mão ngoại thủ. Đấy. Cái này cũng ngoại thủ né. Đấy. Cái này thì là nội thủ, à nó chí thì nó sẽ lên nội thủ, tuy nhiên là nó hơi khuyết một chút ở một công thì không sao. Cái này cũng ngoại thủ này. Và một combo nó có rất nhiều ngoại thủ đây, ở đây này. Ở đây, ở đây, ở đây, đúng không? Đó, ngay như chúng ta nhìn thấy đấy, ở đây ngoại thủ nhá, cái này bỏ qua, cái này ngoại thủ này, cái này cũng ngoại thủ, cái này cũng ngoại thủ và cái này cũng ngoại thủ. Tạm thời chúng ta phanh ở đây đã, thì chỗ này nó là 65k này này, thì cái vấn đề ngay lập tức chúng ta sẽ thấy đó là cái nội thủ này thấp quá. Nếu chỗ này nó bớt đi 5k hoặc là nó bớt đi khoảng tầm 9k thì chúng ta còn bao nhiêu ạ? 9k thì nó sẽ cập cái nội thủ này là lên 40 ấy, ý mình nói như vậy. Thì chỗ này nó sẽ còn đâu đấy, cứ cho khoảng tầm 55k đi cũng được. 55 và 40, đấy là cái chỉ số đẹp. Vì vậy bạn chủ ác hãy cân nhắc là chỉnh cái chỗ này nhá. Bạn không cần phải sắm cái đồ boss đâu. Tức là bạn sắm cái đồ nó như thế này ấy, nhưng mà nó thành nội thủ ấy, thì là thành đồ boss đúng không? Nhưng bạn có thể tiết kiệm bằng cái cách đó là bạn sắm một cái set như thế này cũng được này. Nhưng mà như thế thì cái này của bạn sẽ thấp quá. Nên là tùy theo sau này bạn sẽ chơi vật ở khúc đại gia ấy, thì bạn nên thay cái này nó thành nội thủ. Còn nếu như mà bạn chơi phân khúc trung gia hay tiểu gia ấy, thì bạn nên chọn cái đồ như này. Thì là cái đồ như này nó sẽ rẻ hơn cái đồ như này nhưng nội thủ. Đó thì bạn sẽ tiết kiệm được khá khá cái tiền đó, thì bạn làm ngọc hay làm gì đó tùy. Ok. Đó, còn đi ngọc thì bạn đi là slot cuối thân pháp thì ok,
được thôi, sao cả. Nhưng ấy, nó đang có một cái vấn đề như thế này. À, thì xem nốt võ hồn đã. Võ hồn điểm khá cao, 8-3-2 đúng không? Nhưng mà thân nó hơi thấp tí nhỉ, hơi tiếc về thân, nhưng mà nội cũng khá cao, nội cũng 8-3x đấy đúng không? 8-3-2 đẹp đấy, thì thân nó hơi thọt tí thôi. Kỵ xem nào. À, Minh Vũ, ok. Ở trong này có con thú, review qua đã nhá anh em, xong là khám bệnh sao. À, trong này xem có xoắn mà hình người chưa, chưa có này. À, bí tịch, bí tịch đang là 70, ok. À, về kho xem có gì không các bạn. À, để xem bác xem nào. Ta mở khóa, ok rồi. Tay tay trong kho là có những cái gì nào. Một cái võ hồn sơ cấp ở đây có ngọc, cái này cũng có ngọc đấy, chứng tỏ làm rất nhiều thần khí. Nhưng may mới là cái này đấy. Ô, cái này cũng huyền giảm tốc này, huyền ngoại công ngộ công giảm tốc. Có thể là làm hai cái như nhau à? Có thể nguyên liệu bạn có rảnh quá không? À, đúng không, đúng không? Hay hay tôi bị nhầm, chúng còn gì nữa đây này. Huyền công như nhau mà, có rồi làm thêm gì nữa ta, không 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 rõ ý tưởng, nhưng thôi tạm thời chúng ta cứ biết thế đã nhé. Có cái này cũng vậy này, cũng huyền công này, nhiều thần khí ngon vãi lều đấy. Hai cái rất là vĩ vẹn, cái này cũng giảm tốc nhưng mà nó hoạt động thôi. Trong này thì là có ấn này các bạn, xuyết ở đây thì có bộ huyền bốn thuộc tính đấy, bốn thuộc tính cũng có bốn thuộc tính đấy. Võ hồn đan này, ok rồi. Thì bây giờ mới lại đến những cái gạch đầu dòng của bạn này. Em có một ắc mộ dung đang đi huyền một thuộc tính, em chơi theo phân khúc trung gia. Anh có thể xem ắc và cho em lời khuyên về cách build và có cần thay ngọc để tối ưu nhất không ạ? Cảm ơn. Rất ngắn gọn. Thì bạn ấy chơi ở phân khúc trung gia. Đấy, và bạn ấy đi một thuộc tính. Lên xem danh vọng chọn gì nhỉ? Các cái chỉ số của bạn ấy thì như mình vừa nhận định đấy các bạn, là cái này nó sẽ phải đẩy lên, không phải là có thể đâu mà phải đẩy nó lên 40k, còn cái này nó tụt xuống khoảng cỡ 55k, ok không sao đó. Còn đồ như thế này, một thuộc tính như này là chuẩn nhất rồi, tại vì cái khi các bạn bật cái phá tin tức lên này, cái phá tin tức nó là ăn theo công cơ bản nhé, không phải ăn theo công cộng đâu. Chọn huyền công đó, ok. Sang xem danh hiệu tầng bao nhiêu, hiện tại tầng bao nhiêu rồi. Trung gia mà tầm này làm ác như vậy rồi, nó không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Có Ngọc Vũ Thanh Trù mặt mà cũng không phải dạng đâu. Đây, xem danh hiệu tầng bao nhiêu rồi, khám phá chút. Rồi ta đeo danh hiệu. Á chà, ngọc nhị kim hoa rồi đấy nghe mà. Thôi thôi. Ngọc nhị kim hoa là danh hiệu tầng 8 nha anh em. Bạn đi đang tầng 8 thôi. Thế thì bây giờ như này, cái việc mà các bạn chơi một thuộc tính ấy, thì nó sẽ có hai cái cách mà nhiều người thường chọn. Có một số người ấy, thì người ta chọn nội lực, tức là người ta không đập thân pháp vào slot 4, người
người ta chọn nội lực. Cái bá vương lệnh người ta cũng không chọn máu mà người ta chọn ba dòng là phần trăm công. Mình cứ lấy ví dụ là bá vương lệnh max sao 8 sao nhé, thì nó có 8% công, 8% công và 8% ba dòng đấy. Nhưng mà đến cái bước này nữa thì nhiều người thì người ta sẽ chọn thêm một cái nữa, đó là người ta mặc lồng cái bộ full 8x. Nhưng mà cái cách này ấy, thì nếu như bạn là chơi phân khúc trung gia ấy, thì bạn không chơi được đâu. Nhưng mà nếu như ấy, bạn chơi phân khúc đại gia mà bạn danh hiệu tầng 20 ấy, thì bạn có thể làm được điều này. Cái lúc đó ấy, máu maximum của bạn là khoảng tầm 1M1, thì khi đổi bộ 8x kia vào ấy, máu của bạn nó sẽ đâu đó còn khoảng tầm 800 hoặc hơn 800 một tí, tùy vào danh vọng của bạn là chọn thể hay là chọn huyền. Thì cái lúc đó ấy, nội công của bạn đâu đấy sau khi bật phá tin tức nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 200k. Đấy là với người maximum và lại đại gia ấy. Thế nhưng mà còn bạn chơi vẫn trung gia thì theo mình là bạn có thể thôi. Đây nha, nó rất dễ như này này. Bạn đang danh hiệu tầng 8. Nếu như sau này bạn lên danh hiệu tầng cao hơn một chút. Đấy, lên ví dụ như là danh hiệu tầng bạn thêm lên hai bậc nữa đi, lên khoảng xích xả thấu quan đi. Thì bạn tháo viên thân này ra, đập viên nội lực vào. À, lên thêm một tí nữa, bạn tháo viên thân này ra, bạn đập nội lực vào. À, lên cao lên một chút nữa, tháo viên thân này ra, đập nội lực vào. Để cho ấy, cái lúc nào bạn cảm thấy là cái chính này, này nó cũng ở cái san sát cái mức 69 là 70 đối với một thuộc tính nhé. Nhiều thuộc tính nó khác nhé, ông nào mà chơi nhiều thuộc tính thì đừng có nghe cái này cho vui thôi. Một thuộc tính nó khác là bốn thuộc tính nó khác. Thì đấy là cái cách mà xoay chuyển tình hình. Còn thêm một cái nữa mà bạn có thể lấy chỗ thừa bùa này. Cửu âm trên kinh đúng không? À, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đúng không? Đấy. Bởi vậy hư có thể thắng được thực vân vân không? Nếu mình chia sẻ các bạn về cửu âm trên kinh đúng không? Thì lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu là như thế nào? Thì cái chỗ này này, cái thân nó đang là nó thiếu đúng không? Nó thiếu là cứ cho là 200 sàn đi. Và mình may mắn là thân nó được 210 đi. Thì vị trí ở chỗ này chúng ta có được 20 điểm thân nữa đúng không? Đấy. Thì cái chỗ nội lực kia thừa đúng không, nó làm nào bù thì làm mua hoặc làm đây là thấy thêm một cái ám khí nữa đấy. Nhưng này quan trọng này, nó không phải là tản công mà nó phải là tê liệt, nhớ nhá, nó không phải điểm nguyệt, nó phải là tê liệt. Tê liệt là 4 giây thôi nhưng mà nó mới là đỉnh cao của chất lượng. Còn vì sao lại thế thì các bạn cứ PK đi, các bạn sẽ biết là vì sao nó lại thế. Cái tản công này vẫn được nhưng các bạn dùng trong những trường hợp cụ thể, còn trường hợp cụ thể như thế nào thì mình đã chia sẻ rồi đó. Còn tiếp này, cái chỗ như thế này ấy, thì bạn hoàn toàn có thể tối ưu thêm một chút chỗ này là cái độc công kia đấy, nó có thể biến thành nội công vô tư thì bạn có thêm nội công ở đây, còn nếu không ấy, nó có thể biến thành tất cả tính chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ có thêm là cứ cho gần 10, 19, mình nhớ 19, 19 đúng không? 19 là 20 điểm. Thì vị trí chúng ta có 40 điểm thân rồi. Nhưng mà cái 19 này ấy, nó không phải là nó riêng thân đâu. Nó có cả cường, cả nội, cả thể, cả trí, cả thân đó. Đúng chưa ạ? Tại vì chúng ta chơi bộ tục tính nên cái chỗ độc này chúng ta thừa. Đạo trời lấy chỗ thừa bùa chỗ thiếu mà. Đúng chưa ạ? Còn cái áo này này thì đối với cá nhân mình nhận định ấy, các bạn làm ắt mộ dung thì các bạn xác định là đi bụp nhau đúng không, thì cái áo nó thuộc dạng như này ấy, nó sẽ rất là cùi thật sự đấy. Còn mỗi người có một nhận định khác nhau, nhưng đối với mình thì cái áo dạng dạng như này rất là cùi, thậm chí là siêu cùi ấy. Các bạn hãy cứ kiếm lấy cái áo nào đó, ví dụ như nhá, mình nói là chỉ như cái áo này đi, điểm thể mắc của áo là 101 thể, còn nội mắc 102, vị trí chỗ này là bạn thiếu một khúc rồi, tất cả thuộc tính kia bạn thiếu một kia, cái thân pháp này bạn thiếu nha đấy. Còn cái này mặc dù nó 93 nhưng mà cái mạo ấy thì điểm mắc của nó là 96 97, vị trí cái này nó cũng không cách mấy.
Thạch Kiên này thì nó bằng cái áo, cũng mắc là 101-102. Cái này chúng ta thiếu 10 điểm ngoại công ở đây, vì vậy chỗ này nó sẽ lên là 150. Nếu chúng ta thay đổi chút, cái nội thủ là 98 điểm chiến lược này, nó sẽ chỗ này khoảng tầm đâu đấy 600 hoặc 700 gì đó, thì sẽ còn 30k 200. Tiếp theo những chỗ này, cái này thì đương nhiên là chúng ta đang thiếu rất là lớn này, đúng không? Thiếu là khoảng tầm 8 điểm thì đó, thì trung bình thôi, 8 7 đến 8 điểm đó. Cái này thì nó cái này cũng ok rồi, nhưng mà như mình nói đấy là tùy bạn các bạn xoay lại nội thủ hay không. Còn những món như thế này thì nói chung là tùy bạn thôi, nếu bạn thay được 11 thì được, nếu không thì theo mình thấy như này được chả sao đâu. Còn cái nội thủ của bạn ấy nó vẫn có thể lên nữa ở những cái này bạn chưa dám định này đó, cái nội thủ phần trăm ở dưới bạn chưa dám định, cái này cũng chưa dám định nội thủ này, chuyển thành nội thủ D. Đấy, cái này cũng chưa nội thủ này, nội thủ D. Cái này tương tự đấy, cái này cũng tương tự luôn. Thì chỗ này ấy, nếu mà bạn làm những cái đó, bạn tối ưu cái đó thì chắc là nó cũng lên khoảng tầm 32k rồi đấy nhá. Ok, còn đâu xong mõ hồn thế nào, mõ hồn thì bây giờ làm bạn lên làm đến cấp 2 rồi thôi, xài cái này cũng được, xoay lại nó hơi tốn kém nhá. Còn ngọc ấy, thì như mình nói đấy là cái bên vế cuối ấy, là nội lực ấy, thì tùy bạn chọn, nếu ngay lập tức bây giờ bạn có thể gỡ hai bên thân phát ra, xong là bạn đập hai bên nội lực vào chơi theo kiểu là 42 đấy, thì cái chính xác của bạn nó sẽ tụt xuống đâu đấy khoảng tầm cỡ cũng không rõ bao nhiêu, nhưng mà chi tiết thì không rõ, tầm khoảng 6 67 hoặc 66k gì đó gì đấy, tùy bạn cân nhắc, bạn chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nhưng mà bạn chơi trung gian nên theo mình vẫn cứ giữ thân pháp đi, bao giờ nâng cái ngọc nhị kim hoa lên gỡ xích xà thấu quan hoặc thiên hoa nan truy thì hạn gỡ bớt một viên, thì lúc đấy chính xác của bạn nó vẫn cập được 90k đấy, à 769 70k. Rồi còn cái vấn đề về ngọc kháng ấy thì như này, cái kháng của bạn bây giờ là kháng băng là 39 này, kháng hỏa đang là bộ 545, kháng huyền đang là 39 đấy, và kháng độc là không. Thế thì nó xảy ra một vấn đề như này này, là khi bạn đánh nhau với những cái thằng mà chơi bốn thuộc tính ấy, mà mỗi loạt thuộc tính phụ nó chỉ làm ốp giảm kháng một viên thôi ấy. Giả sử nó chơi thuộc tính là băng hỏa huyền chẳng hạn, đấy thì là rất căng nha, đúng không? Đấy thì bạn sẽ nói bạn bị nó bam, cái ví dụ như là tiêu dao đi, một thằng tiêu dao nó chơi bốn thuộc tính đi, cái giảm kháng hỏa của thằng tiêu dao nó là khoảng tầm 600 đi, một thằng tiêu dao bốn thuộc tính giảm kháng hỏa 600, nó đập vào bạn mỗi giảm mỗi viên giảm kháng phụ của nó là một một viên đấy, mỗi loại giảm kháng phụ một viên, thì bạn gần như là bị cả bốn thuộc tính nó ụp vào người đấy. Tương tự ví dụ như bạn bị một thằng mộ dung bốn thuộc tính mỗi loại giảm kháng phụ của nó một viên nó buff vào bạn, thì ấy, bạn sẽ bị ba thuộc tính nó cộng dồn vào nó buff vào người bạn, tại vì cái hỏa của bạn có nên thành ra nó chỉ có băng và huyền và đập thôi. Thì bây giờ làm như nào, cái vấn đề mình đã chỉ ra cho bạn rồi đó, là nếu như một thằng tiêu dao nào đó giảm kháng mèo mèo là 6, 6, 9, 5, 4 đúng không? Đấy, và thêm cộng thêm võ hồn nữa thì nó phọt hơn của bạn này rồi. Theo mình ấy, là bạn ốp mỗi loại kháng ấy là 2 viên. Còn nếu không ấy, thì bạn chuyển cái kháng hỏa này sang kháng băng cho mình. Thì bạn có hai lựa chọn nhé. Một là bạn ốp mỗi loại kháng 2 viên. Hai ấy, là bạn ốp cả 6 viên là kháng băng D. Đấy. Tại vì bọn ban công thường 80% những bọn chơi băng giảm kháng của nó đâu đấy cỡ 400. 400 hoặc 300 gì đó. Còn 20% còn lại là nó có chuẩn bị xét phụ, nếu bị kháng là nó mặc vào, nó tăng thêm giảm kháng vào, hoặc là những cái thằng nó giảm kháng ốp hơi quá hơi nhiều, ốp hơi quá tay nó lên đâu đấy 700, rồi phải có thằng ốp cả ca giảm kháng băng mình chẳng biết làm gì đấy. Nhưng mà đấy, nhưng mà cái phương án mà ốp phun giảm kháng băng ấy thì theo mình là không nên, tại vì nhỡ nó đeo xét phụ kia vào phát thì là thôi bạn xong đời đúng không? Nhưng mà bạn ốp một loại kháng hai viên kia
Thì như thế là chưa đủ đâu, bạn phải có một cái này ở đây nó bonus thêm này, là nó cộng dồn vào cái kháng ngoại kìa. Đây xem có tiền không, à không có điểm tặng rồi. Cái kháng hỏa kia nó bạn hãy chuyển nó, hoặc nếu như không bạn gỡ bớt kháng hỏa ra thì bạn vẫn cứ nuôi ho được, cái đó nó rất quan trọng. Cái áo bạn có kháng nó cũng rất quan trọng nha. Đấy là những cái mình tối ưu cho bạn. Còn cái võ hồn này này thì bạn đều biết là nó có kháng băng và kháng huyền, thì khi hai cái nhánh đó ấy, bạn có thể xoay thêm một chút, ví dụ như là 333 hoàn toàn được, hoặc là 2211 hoặc là 3311 được nha, thì tùy bạn lựa chọn. Xong đây là tất cả những cái mà mình chia sẻ về con lắc này, thì hy vọng trong tương lai thì bạn sẽ mạnh hơn. Còn cái dòng phần trăm này nếu như mà bạn không chơi ở cái mức nội nội thì bạn có thể chuyển sang dòng giới hạn máu, ba dòng giới hạn máu nhé. Còn cái dòng đặt bẫy kia thì chúng ta cứ chọn là tấn công thôi cho nó dễ, tại vì khi bạn khóa chết nó ấy, thì bạn đếm ví dụ như cái trường này là một đấy, tham doanh xong là lăng thần tức, xong là cái trường này là hai, cái trường xoắn là ba, hoặc là bạn có bị hành nữa là bốn, xong bạn đếm 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 một lúc nữa đến 30 giây thì nó nổ nốt cái này, nó giữ là 35 giây đúng không, bắt đầu tiên nó đã kích hoạt rồi, xong 5 giây sau nó nổ rồi, nhau bạn bục hết loạt skill kia thì nó lại nổ thêm phát nữa đấy, tức là vị trí cái thời gian giãn cách của nó là chỉ khoảng tầm cỡ 20 giây thôi, 25 giây thôi, thì 25 giây đấy bạn đang thăm danh là cái này nó vào. Ok xong con ăn này nha anh em. Tất nhiên cái việc VK thì mình nói rồi, mình xào chỉ giúp các bạn là cố gắng làm cho các bạn hiểu và những cái điểm mà các bạn cần chỉnh sửa cho con ác nó mạnh. Còn cái việc VK như thế nào đấy là việc của các bạn, nó do cái EPVK của các bạn. Đơn giản thôi, giả sử như ai biết là tham doanh, sao mà dồn combo. Nhưng mà một thằng ấn tham doanh mất chỉ có một giây, thậm chí nửa giây các bạn. Nhưng có thằng để ấn được cái tham doanh nó mất hẳn 2 giây các bạn. Đấy nó đã khác nhau rồi. Để có thằng ấy để ấn được cái bỉ hành ấy, thì một lúc mới ấn được. Nó như thôi, mình không chia sẻ thêm ở đây nữa nha, để tùy các bạn. Ok.